Sáng nay, công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhằm đánh giá hết kết quả thực hiện sau 5 năm thực hiện cổ phần hóa 2016-2021, đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026. Năm năm qua, công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng không ngừng phát triển để lại nhiều cho ấn đổi bật, năng lực sản xuất cấp nước và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, góp phần đảm bảo nguồn cấp nước sạch cho thành phố. Sản lượng nước sản xuất từ 80 triệu mét khối năm 2016 lên gần 102 triệu mét khối năm 2020. Tổng doanh thu tăng từ 408 tỷ đồng lên 530 tỷ đồng. Nộp ngân sách tăng từ 55 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng. Dawako là một trong 17 doanh nghiệp tại Đà Nẵng, nằm trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam liên tục trong 4 năm qua. Để nâng cao chất lượng nước và dịch vụ khách hàng, công ty đã nỗ lực giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn, đưa vào hoạt động trung tâm phân tích kiểm nghiệm nước Lab Dawako và trung tâm chăm sóc khách hàng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý hệ thống cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước, triển khai thành công đề án dừng thu tiền nước tại nhà và chuyển sang thu qua ngân hàng, các quầy thu và các tổ chức trung gian Nhiệm kỳ 2021-2025, Dawako tiếp tục triển khai các dự án đầu tư phát triển để nâng công suất các nhà máy nước, phát triển mạng lưới để gia tăng độ bao phủ, phát triển khách hàng, đầu tư và hoàn thành dự án nâng công suất trạm bơm phòng bằng ăn trạch từ 210.000 m khối một ngày đêm lên 420.000 m khối một ngày đêm và tuyến ống nước thô D1200 về nhà máy nước cầu đỏ nghiên cứu phương án nâng công suất nhà máy nước cầu đỏ từ 290.000 mét khối một ngày đêm lên 390.000 mét khối một ngày đêm để đầu tư trong giai đoạn sau năm 2025.